Giỏi lắm. Good boy. Giỏi. Giỏi lắm. Giỏi. Chọc cái cắn à. Chọc cái đi, chọc cái. Chọc cái cắn à. Giỏi, lên tay. Lên tay con. Giỏi lắm. Good boy. Xin chào các bạn, thì có nhiều bạn có đặt câu hỏi là làm sao để cho vẹt đỡ cắn. Đặc biệt là khi mà những chú vẹt đứng, khi mà các bạn đưa ngón tay vào để cho những chú vẹt lên tay. Ví dụ như là chú vẹt đang đứng trên vai này, các bạn cho cái tay vào mà khi mà chú vẹt cắn thì các bạn phải làm như thế nào? Thì hôm nay Robert Thái Nguyễn muốn chia sẻ với các bạn một video, đó là làm sao để cho các bạn cho những chú vẹt lên tay mà chú vẹt không cắn các bạn. Thì đầu tiên là phải nói đến là cái việc cắn của những chú vẹt là do tập tính và do nhiều bé có những thói quen như vậy. Thì cái tập tính thì các bạn cũng có thể là huấn luyện để làm sao những chú vẹt đỡ cắn các bạn. Còn về cái thói quen thì các bạn có thể là dùng những cái các cái bước mà mình chia sẻ để cho những chú vẹt, khi mà các bạn đưa tay cho những chú vẹt lên tay thì chú vẹt sẽ không cắn tay các bạn. Thì đầu tiên là khi mà các bạn cho tay vào thì có một số bé có thể nó sẽ cắn vào tay của các bạn. Đây là các bạn đầu tiên, các bạn phải lựa những cái thời điểm những chú vẹt nó đang lăng động thì nó có thể nó sẽ không cắn. Cái thứ hai là khi mà các bạn cho lên tay như thế này, lên tay, giỏi, thì nó theo cái hiệu lệnh nó sẽ lên tay. Còn nếu đối với những chú vẹt mà nó hay cắn thì các bạn có thể dùng thức ăn như hướng dương này chẳng hạn, hoặc những cái mà những chú vẹt thích, các bạn đưa cho chú vẹt ăn. Đó, nó sẽ ăn. Giỏi lắm. Lên tay. Đó, các bạn cũng làm như mình vậy. Thì khi mà nó lên tay, khi mà nó lên vai hoặc là nó ở một vị trí nào đó, các bạn cho lên tay thì các bạn sẽ cho một cái thức ăn vào, cho thức ăn để nó có thể là thấy thức ăn. Giỏi lắm. Lên tay. Đó, mỗi khi nó ăn thì các bạn cho lên tay luôn để nó sẽ không cắn. Thì khi nó đứng trên cầu cũng vậy thôi, các bạn cũng làm như vậy. Các bạn khi mà các bạn muốn đưa ngón tay vào mà sợ những chú vẹt nó có thể nó cắn các bạn thì các bạn có thể là đưa cho nó một cái miếng rau này. Giỏi. Đó, thì khi mà nó đang nhắm nhắm nháp nháp rồi thì các bạn cho lên tay luôn. Đó, các bạn cho lên tay luôn. Tiếp. Ok. Đó, khi mà nó cũng đang ăn như này thì các bạn có thể là cho nó ăn những cái thức ăn ngon như vậy. Cho lên tay. Giỏi. Đó, thì thường là nó sẽ không dùng mỏ để nó chạm vào tay các bạn nữa. Như vậy là thì rất là an toàn để các bạn có thể là tạo cho một chú vẹt có một cái thói quen nó không cắn với các bạn. Lên tay. Giỏi lắm. Đó, các bạn làm như vậy. Đó, thì đây là một cách mà các bạn có thể là khắc chế được cái việc là chú vẹt để các bạn cắn các bạn rồi. Mắc keo. Giỏi lắm. Đó, lên tay. Các bạn thấy chưa? Bạn xem chú vẹt Ben nhà mình nhá. Thì nó ăn như này. Tranh thủ các bạn cho lên. Lên tay. Tức là các bạn kết hợp giữa hành động cho nó ăn và các bạn cho lên tay luôn. Ở chú vẹt ring neck nhà mình tên là Ben đây thì nó đang chổ vòng cổ rồi. Ben. Giỏi lắm. Đó, khi mà nó đang ăn như này các bạn cho lên tay luôn. Lên tay. Giỏi lắm. Đây các bạn nhìn thấy đây. Cho nên các bạn kết hợp hành động cho ăn và cho lên tay luôn. Ngay khi mà nó đang ăn thì các bạn cho lên tay luôn. Nó sẽ an toàn và sẽ không gây cho các bạn cái việc là chú vẹt sẽ cắn các bạn. Thì đó là cái hướng dương, các bạn lấy thức ăn như là cái rau muống này cũng vậy đây. Và cho nó ăn xong hết đã.
Ăn hết à? Bạn ơi, cái dòng ringneck này khi mà nó trổ cái vòng cổ rất là đẹp, và đặc biệt ở ở hai cái ria mũi chạy về phía mắt thì nó có những cái lông màu sẫm rất là đẹp. Đây. Giỏi, tay. Bạn kết hợp vậy nhá. Kiss. Mặc kẹo. Giỏi. Giỏi. Giỏi lắm. Giỏi. Giỏi lắm. Giỏi. Good boy. Giỏi. Mắc kèo giỏi lắm. Giỏi. À con khạc đi, khạc đi, khạc đi. Khạc. Giỏi lắm. Kích cái bố. Giỏi. À, đây là chú vẹt mắc keo nhà mình nhá. Thì khi các bạn theo dõi thì các bạn cũng biết chú vẹt mắc keo này thì thường lên kênh nhà mình rồi. Kích. Giỏi lắm. Thì hôm nay Robert Thái Nguyễn muốn chia sẻ với bạn đó là làm sao để các bạn khi mà cho những chú vẹt lên tay, đối với những chú vẹt mà nó có cái tâm tính nó hay cắn thì các bạn khắc chế như thế nào để cho chú vẹt không cắn khi mà các bạn đưa tay vào. Thì các bạn sẽ lựa chọn những cái thức ăn mà như chú vẹt yêu thích, ví dụ như là hướng dương hoặc là những cái rau củ quả mà những chú vẹt thích thì các bạn cho ăn như này. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn là một cái video đó là làm sao để cho những chú vẹt nhà các bạn bớt cắn khi các bạn đưa tay vào để cho chúng lên tay, hoặc các bạn khi các bạn tiếp xúc với những chú vẹt. Thì video này hy vọng sẽ là một video hữu ích để các bạn có thể là áp dụng với những chú vẹt nhà các bạn. Chỉ đơn giản là những cái thức ăn mà những chú vẹt yêu thích khi mà các bạn cho tiếp xúc. À, khi mà nó đã ăn rồi thì đương nhiên các bạn cho tay vào nó sẽ không cắn, và các bạn cho lên tay các bạn một cách rất là dễ dàng. Và mình xin dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bạn luôn đồng hành và luôn ủng hộ kênh Nhiều Vẹt and Pets. Thanks for watching and goodbye. Good boy. Okay, bye bye.